CEO Charles Hoskinson vừa qua đã đưa ra đề xuất về một nền tảng mạng xã hội phi tập trung. Đây có thể là sản phẩm hợp tác giữa Cardano và tỷ phú Elon Musk trong trường hợp CEO của Tesla mua không thành công Twitter. Kiến trúc sư trưởng của blockchain Telos đưa ra dự đoán rằng dự án tiềm năng này sẽ được hoàn thiện trước năm 2035. Một người dùng của Twitter nói đùa nền tảng mới này chắc có thể chỉ gửi được 10 tin nhắn. Theo thông tin từ You.Today, Elon Musk đã đưa ra đề nghị mua lại mạng xã hội Twitter trị giá 41 tỷ USD. Trước khi đưa ra lời chào mua này, tỷ phú Elon Musk đã mua 9,2% cổ phần công ty Twitter. Nhiều người cho rằng vị tỷ phú này đã nhiều lần công khai troll, đe dọa mọi người nếu trở thành ông chủ của mạng xã hội đình đám này sẽ không phải là một điều tốt. Trong khi đó, co-founder của Dogecoin là Jackson Palmer đã chỉ trích tỷ phú Elon Musk về cách mua lại Twitter không mấy thân thiện. Elon Musk hiện tại vẫn không chắc chắn về cơ hội thành công trong thương vụ thâu tóm Twitter. Tuy nhiên, ông vẫn tiết lộ rằng bản thân có một kế hoạch dự phòng.